Thưa quý vị và các bạn, dù vấp phải nhiều phản ứng nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội vẫn quyết định công bố phần 2 của nghiên cứu cải tiến bản chia cắt tiếng Việt được nghiên cứu trong suốt gần 40 năm sớm hơn dự định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền thì trong phần 1, ông mới chỉ đề cập đến việc cải tiến hệ thống phụ âm theo đúng nguyên tắc mỗi chữ cái chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái biểu đạt. Trong phần 2, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất cải tiến hệ thống nguyên âm tiếng Việt. Với việc tìm cách phát hiện chính xác đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm của tiếng Việt Hà Nội để từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc một âm vị một chữ cái. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền khẳng định đây là nghiên cứu đề xuất khoa học cá nhân, việc có thể áp dụng hay không là do chính phủ quyết định. Toàn bản chữ cái âm vị tiếng Việt của Phó Giáo sư Bùi Hiền gồm 33 đơn vị. Trước đó, Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định thời điểm này chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.